quá rồi. Ồ, đi. Máy nổ ấy. À, đây là dịch vụ ép dẻo mài dao kéo bấm lỗ tai. Nhiều ngành thế. Bấm lỗ tai là bao tiền một lần anh? Bấm lỗ tai là bao tiền một lần? 20 một lỗ. À. Máy phát điện này ngon nhỉ, chạy êm nữa. Này máy này chạy ngon. Chào các bạn, đây là cái dịch vụ của ép dẻo mài dao kéo và bấm lỗ tai di động. Thì đồ nghề rất đơn giản là một cái máy phát điện, một cái motor và ở dưới là một cái bộ kích điện. Phải nói đây là một cái dịch vụ rất là đa năng. Và giá mỗi một lần mài một con dao thì anh chủ đây anh cho biết là giá là 10.000 cho một lần. Đây cũng là một trong số những cái nghề mà khá là độc đáo. Thay vì chúng ta tự mài thì có thể nhờ những người thợ này họ có thể mài giúp chúng ta. Bấm lỗ tai là có
Không, nhưng mà cái kéo nhiều khi cái kéo nó rẻ quá nên là người ta mua 15-20 ngàn chắc người ta không thích mài. Đó đi. 09-08. 09-08 chưa? 76. 76 không? 6 không. Rồi. 241. Dạ. Mày có mối. Mấy chục năm rồi, nghề gia truyền à? Hai mươi mấy năm. Này mỗi ngày mài chắc cái này kiếm tiền triệu ngon này. Có cứ mỗi ngày làm lấy khoảng tối thiểu là 500 ngàn. Vậy là xong rồi đó. À rồi ok. Ngày kiếm cả 200-300. Thế rồi á? Đâu có mày chứ đâu có mày quậy đâu. Rồi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Thank you.
Chào quý vị và các bạn. Đây là con phố Vĩnh Viễn. Và bây giờ trời đang mưa rất là lớn. Và chỉ sau cơn mưa chừng khoảng ước lượng chừng khoảng 1 giờ đồng hồ thì cả con phố này đã chìm trong nước rồi. Những phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Và rác rưởi rồi gỗ ghét các thứ là nổi lềnh phềnh. Cơn mưa này thì bắt đầu từ lúc 17 giờ, đúng vào giờ tan tầm. Nên là nó đã ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của bà con. Rồi, một em gái đang cầm ô và đi rón rén. Chưa tới, con cao hơn chút nhưng mà cũng sắp xí mí á, cũng gần vô tới rồi đó. Nó mới hồi đúng rồi, đây là mình nó mà không có bao tiếng hồ đó là luôn á. Có vẻ nó rút bớt rồi đấy. Rút bớt rồi. Nãy nó mấp mé lên trên này rồi. Rút rồi. Đường này cao đấy, nhiều chỗ này chắc phải ngập để hết bánh xe đấy. Còn mưa này hàng quán đi về hết rồi, không bán được. Đấy, thấy xe đẩy thứ về nhiều lắm. Một chiếc xe Novo bị chết máy, đang dẫn bộ. Ô mẹ, thằng ô tô kia suýt đâm vào cái người đi qua đường. Đây, nón lá của Việt Nam đây các bạn ơi. Đây là nón lá của Việt Nam này. Rồi, không hiểu sao mà hai mẹ con nhà bạn kia thì vẫn trời mưa, vẫn cứ phi ra ngoài. Rồi, lại một chiếc Novo nữa chết máy. Như vậy là chúng tôi đã quan sát được hai chiếc Novo chết máy các bạn ơi. Như vậy là
cái xe Novo đời cũ thì chúng ta có thể thấy là nó cái khả năng chống nước của nó rất là tồi. Lại một chiếc xe máy nữa chết máy đang tiến gần đến phía nơi chúng tôi đặt máy quay. Đây là một chiếc xe Dream. Chiếc xe Dream và chủ xe của nó đang dẫn đi một cách là rất là nặng nhọc, chứng tỏ là anh đã dẫn đi một cái quãng đường khá là xa rồi. Sao? Quay phim. Hai đứa ra tắm mưa à? Tắm làm mưa nước không? Sao? Làm nước cho nó xong. Làm đi. Làm cũng được, làm mà lắm. Rồi cho hai đứa lên phim luôn nhá. Có bớt rồi. Có ở trong hẻm ngập tràn luôn mà. Tới đâu? Tới đây luôn. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá nhỉ. Quay phim. Quay phim chơi. Chiếc taxi này không biết đi đâu rồi. Rồi một em nhỏ này phải cởi dây. Rồi ra chơi đi, ra tắm mưa đi. Cẩn thận xe hơi đó nhá, xe đi nhá. Vé số đây. Đặc biệt đây. Đặc biệt đây. Rồi đây là biệt đội cảm tử đi mưa đây. Biệt đội cảm tử đi mưa đây các bạn ơi. Mấy cái ngày mưa nó chạy ra ngoài nó chơi chứ. Đi xe máy đi. Mưa đã ngớt rồi các bạn ạ. Và nước đã rút bớt. Đi chơi các bạn. Lấy xe ra đi đi. Bao nhiêu năm mới có một lần mưa. Rồi một chiếc xe của hãng Yamaha. Như vậy có thể nói rằng là xe Yamaha. Đây là chiếc Noza. Sửa xe không em ơi? Rồi trời đã ngớt mưa và một số bạn thay vì trú mưa thì bây giờ đã bắt đầu đi về. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc xe lăn của một người bán vé số đang trên đường về nhà rồi. Đó. Đấy, vé số rồi. Hôm nay chắc là thất thu rồi. Rồi một bác xích lô nữa. Như mình đã nói hồi nãy thì theo ghi nhận là thấy có 3 chiếc Yamaha, 2 chiếc Novo và 1 chiếc Noza đã chết máy.
Như vậy có thể nói rằng là xe của Yamaha thì cái khả năng mà chịu nước lội ngập là không có tốt như những hãng xe khác. Hai thằng đứng ra nhảy đi, đứng chỗ này nhảy đi. Với nhiều em nhỏ thì đây là một cái trò chơi rất là vui, thú vị. Đó. Ở trên kia không có ngập, ở đây có bị ngập. Ở đâu không ngập? Ở trên cầu. À. Chỗ nào ngập mới vui. Tại biết sao ở này mình bị ngập không? Ủi sao không? Tại ở đây này mình là một cái dốc ở trên chợ nó cao. Đúng rồi. Với lại ở chính giữa là nghe cái chính giữa này nó bự, nó cao lên, còn nó xây xuống. Giống như là cái cầu nó đưa lên, đưa xuống kìa. Dạ, nghe bà. Chính xác. Bởi vậy chính giữa nó cứ ngập nhiều rồi. Mà ở đây là... Ủa mà tại sao nó ngập dọc lại? Thì là nước mưa lớn, nước chảy xuống không đẹp. Đó, đúng rồi. Bạn này nói đúng đó. Có khi á nước sông á nó dọc vô rồi cái đường cống chạy theo. Nó quay nãy giờ chứ không hồi. Hơn 10 phút rồi đẻ. Ủa chú mày nó học hỏi chân hả? Không. Rồi lại một chiếc xe máy nữa đang chết máy đó các bạn ơi. Đúng rồi chú lại trời năm mươi. Quay chơi thôi. Đây là chiếc cúp đời rất là 78 hay sao nè. Những chiếc xe này thì cái khả năng chống nước phải nói là rất là kém. Rồi đây là một chiếc Airblade. Chiếc này đã phải giáp bộ rồi. Con hẻm này thì cũng đã ngập rồi các bạn ơi. Sau cơn mưa thì mọi người đã bắt đầu đang chuẩn bị trên đường để đi về nhà. Và dự kiến là cái tình trạng ngập này sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. Rồi, phóng sự đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Nào, có nói gì không? Không. Không nói gì à? Thích quá. Thấy trời mưa như thế nào? Lạnh. Lạnh nhá? Lạnh, rất lạnh. Trời mưa, nó ngập vui lắm. À, nói tôi có nói đi. Trời mưa rất là lạnh. Ta đi gặp tắm mưa. À rồi. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. 1 tuổi rồi, ok. Rồi, xin chào nha. Hẹn gặp lại cả nhà. Chào quý vị và các bạn. Mình đang đứng ở con phố Vĩnh Viễn. Và sau cơn mưa khoảng 1 giờ đồng hồ thì toàn bộ con phố này đã biến thành sông. Và hiện nay thì cái mức độ ngập tùy từng nơi, tùy từng điểm. Nhưng mà có những điểm thì ngập tới trên 20 phân. Và các phương tiện thì di chuyển hết sức khó khăn và chậm chạp. Mọi người thì đang những bước đi, những bước mò mẫm. Những phương tiện giao thông thì đi một cách rất là chậm chạp. Đây là một em học sinh nhỏ đã phải đùm cái cặp của mình trong cái bao xốp để đi về. Em không thể chờ được nữa. Và chúng tôi cũng biết rằng nếu mà đi dưới trời mưa như vậy thì sẽ rất là lạnh. Ở đây, những cô gái không biết sợ mưa là gì.
đã đội mưa mà đi. Rồi nước ngập lênh láng luôn. Cơn mưa to như vậy thì là cái việc mà rất nhiều người không có ý thức và phóng xe rất nhanh luôn. Rồi, người dân đã bắt đầu mò mẫm ra ngoài. Nước ngập là ngang ống chân luôn. Chú hỏi là giờ có hay còn như tôi không?